Cửa hàng Nông Cơ Duy Hải xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Theo yêu cầu của rất nhiều anh em hỏi cách pha nhớt như thế nào và dùng nhớt như thế nào là tốt, thì hôm nay em rảnh rỗi và em làm một video để hướng dẫn mọi người cũng như báo giá tất cả những cái dòng máy nhớt mà đang bán tại cửa hàng Nông Cơ Duy Hải, địa chỉ tại ấp 3 xã Bào Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bên em cung cấp các máy móc phục vụ nông nghiệp như máy cưa, máy cắt cỏ, phụ tùng thay thế các loại, rồi máy xịt thuốc, máy đeo lưng phun thuốc các kiểu rất là nhiều. Nói chung là phục vụ nông nghiệp. Nhanh quá, trong vòng 5 phút à? Cô cầm ra đây con làm cho. Phục vụ nông nghiệp tất cả nhé. Đấy. Thì anh em cần nhu cầu mua gì thì cứ liên hệ bên em, sẽ ship code CD toàn quốc cho anh em. Thì điểm sơ qua những cái dòng nhớt mà thị trường đang bán thì có dòng nhớt 2 thì và 4 thì. 2 thì thì dùng cho những cái động cơ 2 thì làm mát bằng gió, ví dụ như máy cưa, máy cắt cỏ. Còn nhớt 4 thì lại dùng cho những cái dòng động cơ 4 thì như máy đầu nổ xịt thuốc, máy nổ 5.5 ngựa rưỡi như thế nhá. Hay những cái đầu nổ của Nhật bãi thì người ta dùng 4 thì. Hay là máy cắt cỏ Honda đều là dùng 4 thì. Thì dùng nhớt 4 thì. Còn ở đây thì đa phần em kinh doanh các mặt hàng đó là nhớt 2 thì là nhiều hơn. Thì trên thị trường hiện tại thì nó rất là nhiều loại nhớt. Và em cửa hàng thì tại đang ở Bà Rịa Vũng Tàu, đang ở miền Nam, nên là những trong miền Nam người ta đang cung cấp những cái dòng nhớt như thế này rất là nhiều. Ở Bắc thì một số dòng có, và một số anh em ở ngoài Bắc thì đang sử dụng những cái nhớt nó không được chất lượng lắm. Và trong video này em sẽ chỉ rõ cho anh em để anh em xài cho nó đúng, tránh tình trạng hư máy. Thì nếu 1 mẫu, 2 mẫu, 3 mẫu, 4 mẫu, 5, 6, tất cả ở đây là 6 mẫu nhớt, ngoài cái nhớt 4 thì ra. Thì 6 cái mẫu nhớt máy, 6 mẫu nhớt như thế này thì trong đó có 2 cái mẫu mà nó đỉnh của đỉnh, tức là tốt nhất hiện tại. Tốt nhất hiện tại và bất cứ ai cũng nên sở hữu nó để trải nghiệm và xem cái máy mình thật sự dùng cái loại này nó có mát máy không, nó tốt không, êm ái hay không. Đó. Máy cảm giác nó cưa nó bốc hơn mà nó lại ít khói hơn, thì đó là anh em dùng, anh em cứ trải nghiệm đi. Tại vì tất cả những cái dòng nhớt ở đây đều là nhớt dùng ok nhá, đều dùng ok, không có nhớt nào mà không dùng được. Đó. Và tại sao lại giá bán nó khác nhau hoàn toàn, thì đây em sẽ giới thiệu cho anh em 2 cái mẫu mà hiện tại là đỉnh của đỉnh. Đây, một mẫu nhớt của thương hiệu đến từ Estin. Đây anh em nhé, Estin. Đây, nó tối quá. Đây, đây góc này thì được. Một thương hiệu đến từ Estin nha. Tối quá trời. À, rất đẹp đấy ạ. Một thương hiệu nhớt đến từ Estin và giá tại cửa hàng đang bán cho anh em là 170.000 một chai nha. Đó. Và điểm thêm một loại nhớt nữa lại cao hơn 10.000, đó là nhớt Husqvarna HB 180.000 chai. Đó. Rồi, em sẽ điểm qua những cái dòng nhớt. Tiếp theo là những cái dòng nhớt này thì nó cao cấp hơn. Tiger 85.000 thôi. Và mẫu ở đây Tiger King này, Bowood này, rồi cái đây là S-Pad cái gì này. Đó, nói tóm lại là những cái dòng này thì giá bình dân hơn và giá chỉ có 80.000 một chai. 80.000 một chai thôi. Thì em sẽ giải thích tại sao giá cả nó khác nhau vì đâu, và nó khác biệt gì với những cái dòng nhớt trên đây. Là em không còn cái mẫu mà nhớt 2 thì, nhưng em sẽ lấy cái nhớt như thế này, nhớt Catron. Nhất, nếu anh em dùng mà cái nhớt mà nó có cái tỷ lệ chia, nó có hai dòng nha, anh em lưu ý dùm em cái này rất là quan trọng và nó quyết định đến cái cách pha nhớt của anh em. Những cái dòng nhớt mà em vừa mới kể tên ở đây thì nó là nhớt đời sau như này, đời mới nhá. Còn nếu đúng mà
thợ cưa, các bác thợ cưa chuyên nghiệp mà hồi xưa hay xài thì người ta chỉ xài thương hiệu đó là Castrol. Castrol nha. Thì thương hiệu Castrol nó là đứng đầu trên toàn thế giới rồi. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó nhiều khói quá. Đó. Nhưng mà ở đây em đang lấy cho anh em là 4T. Nhưng mà ghi số đây nó sẽ ghi là 2T. Và Castrol này thì nó có thể có hàng giả, nên anh em mua, chọn mua những đúng chính hãng của nó, Castrol thì nó mới được nhá. Và em sẽ phân tích từ cái nhớt Castrol trước. Thì có hai cách mà để anh em pha cho nó chuẩn. Thì anh em để ý giùm em như thế này này. Trên một bình nhớt mà đời mới ấy, là nó sẽ chỉ 1/50. Anh em lưu ý nha. Còn những cái lo nhớt Castrol hay là Petrolimex hay là Super 2 gì đấy thì nó chỉ có là 1/25. Anh em có nhìn trên bình nhớt sẽ có tỷ lệ 1/25. Ở đây 4 thì không có rồi. Nhưng mà nếu đúng 2 thì nó sẽ có là 1/25. Tại em không có bán cái dòng nhớt thường như nhớt kiểu mẫu Castrol như này, nên em không có bán. Em toàn bán cái nhớt 1/50, nó quen rồi nên nó không có mẫu đó. Nhưng mà nếu anh em cứ để ý trên bình nhớt nhé, nhớt anh em một bác 1/25 thì 1/25 nó sẽ pha khác và 1/50 nó pha khác. Anh em lưu ý nhé, báo hiệu 1/25 tức là 1 lít nhớt đó có thể pha được 25 lít xăng. Còn thằng này ngược lại là 1/50 tức là 1 lít nhớt pha được 50 lít xăng nhá. Đấy, anh em lưu ý có hai loại nhớt mà cái điều đó quan trọng nhất để anh em có thể pha cho nó chính xác, chứ không thể nào thằng này mà pha 1/25 là không có được nhé, khói chết luôn đó. Rồi, đó là cái lưu ý đầu tiên mà anh em cần nhớ, tức là phải xác định được cái lon nhớt mình đang là nhớt gì, nhớt gọi là nhớt 1/50 hay là 1/25 đó, nó ra ràng ra đó. Khi mà anh em đã xác định được vấn đề đó rồi thì bắt đầu là em sẽ hướng dẫn anh em cách pha. Bảy hả? Nó cao, cái nó không phải là cục canh của nó. Cái chú quen đi, chú siết mạnh tay quá nó bảy. Ok. Thì khi mà anh em xác định được 1/25 hay 1/50 thì anh em sẽ có cách pha riêng. Còn đối với những cái bình nhớt, cũng như bình nhớt 1/25 này nó rất là khó, nó không có bình đong đưa. Còn ở đây thì nó có cái bình chia sẵn cho anh em rồi, pha rất là dễ. Ví dụ như ở trên đây 100ml nhớt nó pha 5 lít xăng. Nhưng về Việt Nam mình thì anh em chỉ pha dùm em nếu máy lớn 3 lít, còn máy vừa vừa thì 4 lít thôi, chứ đừng có pha 1/50. Tại vì cái xăng của nó ấy, cái xăng của nước ngoài nó tốt hơn xăng Việt Nam mình, nên là mình không thể nào mà pha kiểu đó được anh em nhé. Pha kiểu đó là hư hết máy nhé, anh em cứ lưu ý dùm em. Nó báo 5 lít nhưng anh em chỉ pha 4 lít hoặc 3 lít thôi. Anh em cứ mở bên này thôi, bên này khỏi mở. Mở mũi bên này thôi, anh em bóp mạnh lên, nhớt nó sẽ đưa sang bên này và anh em tự chia được. Thì cái bình này thì anh em tự chia, nó cũng thích 1 lít xăng thì anh em pha bao nhiêu. Thì thông thường như máy nhỏ thì 30ml nhớt thì pha 1 lít xăng. Đấy, đối với dòng 1/50. Còn đối với cái dòng mà 1/25 như thế này thì anh em pha như thế nào? Thì em đã đo cái nắp này rồi, nắp nhớt như này, và em pha, em có tỷ lệ riêng. Thì nếu như vậy thì anh em pha bằng cái nắp này, anh em mở cái nắp này ra, sau đó anh em 1 lít xăng anh em pha, nếu máy nhỏ pha 3 cái nắp nhớt này. Còn nếu máy lớn thì cho ăn nhiều nhớt hơn thì phải pha tới 4 nắp. Vậy 4 nắp nha, đó là cái tỷ lệ mà pha mà hôm nay em giới thiệu cho anh em. 1/25 thì anh em lưu ý, 1/25 thì pha 1 lít xăng của nó nha. 4 nắp nhớt này hoặc là 3 nắp nhớt tùy theo máy lớn máy bé. Còn đối với cái nhớt đỏ như thế này, tất cả tốt hay thường đều pha như nhau. Đó, thì thằng này 100ml nhớt này bơm lên pha 4 lít xăng hoặc là 3 lít xăng 100ml nhớt. Thì anh em thấy không, nếu mà 100ml nhớt này thì anh em pha nó tầm 3-4 lít, nhưng mà với cái nhớt này thì anh em phải tới 3-4 nắp mà 1 lít xăng. Mà 3-4 nắp này thì nó sẽ hơn cái 100ml này, nó tầm khoảng 250ml hoặc là 350ml đó, chứ không 100 đâu. Nên thế nên cho rằng là cái tỷ lệ gọi là 1/50 và 1/25 thì là tức là 1 lít xăng có thể, 1 lít nhớt có thể pha được 50 lít xăng và 1 lít nhớt có thể pha được 25 lít xăng, thì nó ở chỗ đấy. Và nếu trên thị trường hiện nay mà nếu nói về cái nhớt mà bình dân, vụ anh em mua cái chai nhớt này 85.000, anh em mua cái chai nhớt đỏ gọi là nhớt 1/50 cũng 85.000, thì anh em xài cái này nó có lợi hơn. Nó lợi hơn. Đó, cũng 1/50 anh em thấy không? Nó có lợi hơn nhá. Nó có lợi hơn. Đó. Nó pha được nhiều xăng hơn là nó có lợi hơn rồi.
mà chất lượng thì vẫn ok nhé, chứ không phải là nó dở. Rồi ok, xong cái bước mà hướng dẫn anh em cách pha cho chuẩn, đến cái bước mà phân tích sao trên thị trường nó lại nhiều loại nhớt như vậy, và anh em nhiều loại nhớt như vậy và mình lựa nhớt nào cho nó phù hợp, thì em sẽ phân tích hai cái mẫu mà xịn nhất ở đây, Estin và thằng Husqvarna. Ở đây thì đều là nhà máy của thằng HB sản xuất nha, HB sản xuất thì nhớt đều cùng một nhà máy, nhưng mà thằng Estin thì bảo mày phải làm cho tao cái màu sắc như thế này, thương hiệu của tao Estin, còn thằng Husqvarna thì bảo mày phải làm theo cái hiệu của tao và màu xanh và như này cho tao, thì em dùng như vậy đó. Thì thật ra thì thằng hãng Estin này Husqvarna nó không hề sản xuất nhớt, mà nó nhờ đơn vị người ta chuyên cung cấp dầu nhớt, người ta làm và làm theo ý của nó, và một năm nó cam kết tiêu thụ sản phẩm này bằng này nhớt cho ấy, là làm thương hiệu riêng, nó là như vậy, chứ không phải là ST tự sản xuất ra nhớt đâu, hay là Husqvarna tự sản xuất ra nhớt, không có chuyện đấy nhé. Rồi khi mà chung một nhà máy, nhưng mà tại sao giá bán lại khác nhau, thì cái này thì em theo cảm nhận của cá nhân em ấy, không phải cái thằng này 170 mà nó đã dở hơn thằng này nhé. Còn về sử dụng thì em không nắm rõ được nhé, em không nắm rõ được, nhưng vì cùng một nhà máy và cái chế độ mà gọi là sale khuyến mại của công ty Estin ấy thì nó luôn tốt hơn là Husqvarna, nên là giá cả có thể là nó rẻ hơn một chút, trên nhau 10.000 đấy. Chứ còn chất lượng nhớt thì hai thằng này luôn luôn là đứng đầu, đều về nhà máy HB. Còn anh em đã trải nghiệm hai dòng nhớt này thì anh em có thể để lại bình luận ở dưới video xem rằng cái nhớt nào, tại sao cái nhớt này hay nhớt này nó lại chênh nhau về giá vậy, mà nó có tốt hơn hay không, hay là nó cũng chỉ như nhau đó. Anh em commenter ở dưới video cho em thì em góp nhặt ý kiến và mình nói chuyện với những cái người anh mà đã làm cho công ty để xem là nó có thật sự là như vậy hay không. Còn bản thân em không xài, không trải nghiệm, và mình chỉ biết theo cái kiểu là cùng một nhà máy ra, và giống như mình nó bên steel này nó làm sale nhiều, khuyến mại nhiều nên là giá nó mềm hơn đó, nó là như vậy. Còn khẳng định với mọi người hai dòng này là đỉnh của đỉnh nhất rồi, tốt nhất hiện tại đó. Và tại sao bỏ ra số tiền 170.000 để sở hữu một con nhớt xịn, chai nhớt xịn mà chỉ bỏ ra 80.000 cũng sử dụng được như nhau đó. Thì em nói với anh em như thế này, thằng 80.000 này đó, nó tất nhiên máy nó không hư được, nhưng mà cái chất lượng của cái nhớt nó không bằng thằng 170.000 được. Độ nhờn thằng này nó rất là cao và nó không bém khói đầu bít tông. Còn thằng này anh em pha nhiều nó sẽ bém khói đầu bít tông, tức là đốt không hết, sau đó nó để bém muội lại. Đó, bém muội lại. Còn thằng này thì nó thứ nhất là thân thiện đến môi trường, thứ hai là dùng tới đâu là đốt sạch tới đó nha, dùng tới đâu là nó đốt sạch tới đó. Nó sạch sẽ nên nó làm động cơ lúc nào cũng có cái chất nhờn bôi trơn, không tránh bị nóng máy, mà trong khi đó nó lại không có bém khói đầu tông, thì nó là đứng đầu thế giới hiện nay đó, dòng nhớt này, hai dòng nhớt đó. Còn dòng này thì dòng giá bình dân mà, nên là nó chỉ có đáp ứng được cái tiêu chí gọi là làm cho cái máy nó không có hư thôi, không hư bít tông, không bị lúc bê thôi, đủ chất nhờn thôi. Chứ còn nó bảo chất nhờn nó có cao cấp để nuôi dưỡng động cơ nhiều hơn những cái dòng này thì không có. Nha, nó không có anh em nhé, mình nghĩ nó không có ở đây nha. Thì và tại sao có con này 80, mấy con này 80.000 một chai, mà con này tới 85, thì xin thưa với anh em là con Tiger này là nó có tiếng, nó đứng đầu hiện tại về cái nhớt giá bình dân, sau những cái ông lớn như thế này, hai ông lớn này thì nó là đứng thứ hai, thứ ba, vì nó thứ nhất là giá bình dân mà chất lượng nó gần như là 8 và 10 với con này. Còn mấy thằng này thì cũng ok, nhưng mà giá nó mới ra sau. Mà ra sau thì nhớ phải hiểu là khi mà ra sau thì nó phải rẻ hơn cái thằng đi trước thì nó mới có bán được ở thị trường Việt Nam mình, nó là như vậy. Dân Việt Nam mình thì cứ thấy rẻ là chơi à, nó là như vậy, rẻ mà lại chất lượng xài được là người ta chơi. Và đó là cái phân tích mà tại sao anh em sử dụng. Và thêm một phân tích nữa cho anh em nữa, ở giữa cái con nhớt cùng giá 85.000 này thì anh em nên lựa chọn cái nào. Cá nhân em thì anh em nên lựa chọn con này, tại vì cùng một giá nhưng mà thằng này pha được có 1:25, tức là 1 lít nhớt pha được 25 xăng, còn thằng này pha tới 50 cơ, anh em thằng này nó phải lợi hơn rồi. Và chất lượng là có, anh em hiểu không, chất lượng nó có,
và thậm chí nó ít khói hơn thằng này nhược điểm nó rất là nhiều khói, anh em pha cũng tỷ lệ như vậy, khói nó lên, nó khói xanh lè con mắt canh cả mắt luôn, nhưng thằng này thì nó ít hơn rất nhiều đó. Hai mẫu này nó cũng vậy, nó ít hơn rất là nhiều đấy, đó là một cái lựa chọn để cho anh em tham khảo. Và ngoài ra thì giới thiệu thêm anh em một cái bình nhớt mà có 500ml, giá bán chỉ 100.000 của thằng Estin này luôn. Thì Estin nó luôn vậy, em mới nói là nó luôn sale, luôn đứng đầu, nó tung ra cái sản phẩm nhưng mà nó lắng nghe và thấu hiểu người sử dụng hơn. Sao chị? Và nó tung ra gọi là làm sale rất tốt, nó tung ra cũng thấu hiểu người dân mình. À vâng, có người sử dụng được cái hết một chai một lít này, nhưng có người thì không hề sử dụng là hết một chai lít, thì người ta tung ra cái nhớt mà 500ml này thì giá bán chỉ 100.000. 100.000 là nó gọi là được nửa lít đấy, là anh em pha tỷ lệ vụ như thế này, nó báo đây đây chỗ này nó pha 30ml, thì cái này nó pha từ tầm được một lít xăng, cứ bơm đầy lên pha tầm một lít xăng đó. Đó là máy lớn, còn máy nhỏ thì có thể là giảm đi một tí pha một lít xăng ha. Thì thôi anh em cứ bơm đầy một cái bình nhỏ này, pha cho em một lít xăng là hợp lý nhất đó. Thì nó luôn luôn thấu, không có nó luôn thấu hiểu, nó luôn thấu hiểu người dân mình, và nó tung ra những cái chương trình khuyến mại sale thật là tốt. Và ở đây thì đấy anh em thấy không? Nó là một cái lon nhớt mà 500ml này đó, bán cho chỉ có 100.000 thôi, để dùng cho những anh em dùng ít muốn sử dụng may ngon. Và phần nữa là nó cạnh tranh với cái dòng nhớt này, bỏ ra 100.000 thì mua được lon nhớt chính hãng, còn anh em cũng bỏ ra 100.000 chưa phải chính hãng đó, nhưng thằng này thì được nhiều hơn, thì đấy nó làm đa hệ. Nên là Estin bây giờ là nó làm theo cái kiểu là lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn đó, và nó đang muốn chiếm lĩnh thị trường Việt Nam rất là nhiều, nên nó đang cố gắng dần dần nó giảm giá các cái sản phẩm của nó đi, để cho người dân tiếp cận được những hàng chính hãng, sản phẩm tốt hơn đó, thay vì sử dụng những cái dòng công ty hay là hàng nhập khẩu của Trung Quốc, từ Trung Quốc về, nó là như vậy. Rồi, đây là một bài video mà em nghĩ là nó chia sẻ tất tần tật về nhớt hai thì. Anh em thấy hay hãy like, chia sẻ nhiều lên Facebook, trong mạng xã hội YouTube, để cho làm sao để cho rất là nhiều người biết đến cái hướng dẫn này của em nha. Vì thật sự nó rất là hữu ích cho mọi người. Mọi người hãy ấn like và chia sẻ giúp em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành. Hiện tại em đang quay buổi sáng ha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Xin chào. Cảm ơn.